có thể hự lên hoặc có thể dán bình thường thôi. Bầu ngực của bạn sẽ auto chóng, kiểu nó vát hay nó chéo hay nó nâng ấy. Lần đầu tiên mình biết đến cảm giác hôi ngực là gì. Xin chào, Phương Hà đã quay trở lại rồi đây. Và mọi người ơi, ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng đến với một video về áo ngực. Hà biết đây không phải là lần đầu tiên mình làm về chủ đề này. Tuy nhiên ngày hôm nay thì sẽ là một cái khía cạnh khác, một cái trường hợp mà Hà nghĩ rằng cực kỳ phù hợp và cần thiết trong mùa hè này. Đó chính là áo dán ngực, miếng dán ngực. Mùa hè rồi thì mình không thể nào chịu được việc là mặc áo ngực nữa, tại vì nó quá là nóng ấy. Nên là mình đã thử rất nhiều những loại dán ngực ở đây. Có băng dính này, có bông hoa này, có cái áo bàn tay này. Đây, có cả cái áo nâng ngực nữa. Thế rất là nhiều loại khác nhau và mình cũng có rất nhiều những trải nghiệm, những kinh nghiệm trong việc sử dụng áo dán ngực. Chính vì thế thì hôm nay mình quyết định ngồi xuống đây để chia sẻ với mọi người về những miếng dán này và để chúng mình có thể lựa chọn tốt nhất là chúng mình nên sử dụng miếng dán nào với các loại ngực khác nhau, với các cỡ ngực khác nhau và một vài những cái trải nghiệm cá nhân của mình, kinh nghiệm của mình khi mà dùng áo dán ngực nha. Ngay bây giờ thì không chần chừ gì nữa, chúng mình cùng bắt đầu thôi. Và loại đầu tiên Hà muốn nói đến trong ngày hôm nay đó chính là một loại mà mình hay dùng nhất. Tuy nhiên giá thành nó cũng hơi cao một chút, đó chính là loại này đây. Đây là một cái loại miếng dán màu xanh mà mọi người bảo là của Nhật. Của Nhật thật hay không thì mình cũng không biết được, nhưng chữ ở đây thì đều là tiếng Nhật nha. Cái miếng dán này thì Hà nhớ là nó rơi khoảng tầm 50.000 một miếng lận. Mà nó chỉ là miếng dán ngực thôi thì hình dáng của nó sẽ như thế này đây. Sau rất nhiều thời gian sử dụng thì mình cảm thấy đây là một miếng dán khá là ổn. Tại vì nó là một cái silicone khá là cứng và dày. Chính vì thế khi mà mình dán vào ngực thì nó sẽ che được màu đầu ngực. Những bạn nào mà có đầu ngực hơi tối màu một chút thì cái này hoàn toàn có thể che phủ được nha. Và bên cạnh đấy thì nó cũng có độ bám dính khá là tốt, dùng được khá là nhiều lần so với các cái loại dán ngực khác. Cá nhân mình thì thấy là hồi đầu ấy, nhưng mà mình dùng miếng dán ngực thì mình dùng miếng này luôn, có nghĩa là mình chưa thử các loại khác thì mình dùng miếng này. Và sau một thời gian mình cảm thấy là nó cũng hết dính nhanh hơn mình nghĩ, tại vì chắc là mình sẽ chỉ dùng được tầm 8 đến 10 lần theo kinh nghiệm của mình, và mình nghĩ như thế là ít. Nhưng mà sau khi mà thử các loại khác rồi thì mình cảm thấy đây thực sự là một cái miếng mà nó đã nhiều hơn các loại khác rất nhiều rồi. Tại vì so với những cái miếng dán thông dụng, kiểu như cái miếng dán này là một miếng dán rất phổ biến và giá thành rất là rẻ, chỉ có 9.000 thôi, thì cái này nó dính được hơn rất là nhiều, nó dùng được rất là nhiều và nó vệ sinh nữa. Chúng mình hoàn toàn có thể rửa cái miếng dán ngực này sau đó thì dùng tiếp. Nó có độ che phủ cũng như là tại vì nó có hình dáng như thế này và cái silicone của nó khá chắc chắn ấy, nên là nó ôm trọn cái bầu ngực của mình, làm ngực của mình cảm giác nó tròn hơn, đẹp hơn, căng hơn. Nên đây chắc chắn là một miếng dán ngực mà mình sẽ recommend mọi người sử dụng trong mùa hè này. Giá của nó hơi cao một chút nhưng mà mình thấy là cũng đi kèm với chất lượng đấy, nên là thực sự thì bạn Hà vẫn tiếp tục mua cái loại này và dùng nó trong mùa hè của mình. Tuy nhiên bên cạnh đấy, loại này cũng có một nhược điểm nha mọi người. Thật ra mình nghĩ là không chỉ nhược điểm của cái này đâu mà nhược điểm của tất cả các loại áo dán ngực, đấy chính là nó có thể gây mùi hôi. Bình thường khi mà mặc áo ngực hay là mặc các loại áo bó thì mình chưa bao giờ gặp phải cái trường hợp là mình sẽ bị hôi cả. Hôi ở đây là hôi ngực ấy mọi người, nghe rất là kỳ đúng không? Nhưng mà khi mà bạn dán ngực trong một thời gian dài và bạn cởi cái miếng dán ngực đấy ra thì thực sự là không phải chỉ mình đâu, nhiều bạn mình cũng đã trải qua cảm giác đấy, là bạn sẽ có một cái mùi giống như là mùi hôi nát, nhưng mà lại giống mùi, mình không biết, đôi lúc mình ngửi thấy nó là mùi mèo, đôi lúc mình ngửi thấy nó là mùi vịt, mình không biết là mùi gì, lại khá là mùi hôi nha mọi người. Nên là chúng mình không nên dán ngực quá lâu mà chỉ nên dán ngực trong một thời gian thôi, tại vì thật ra nó cũng là băng dính mà nó cũng không tốt cho da của chúng mình một chút nào, nhất là da của ngực thì nó khá là mỏng và nó khá là mong manh ấy. Nên là hãy dán ngực ở một thời lượng vừa phải và đừng dán quá lâu nha. Bên cạnh đấy Hà cũng có một vài trải nghiệm khi dán ngực ấy, đấy là khi mà chúng mình nhỡ mà dán ngực lâu, ví dụ từ sáng đến tối chẳng hạn, thì mọi người có thể bị ngứa. Cái này thì không chỉ áp dụng với miếng này mà tất cả các miếng mà Hà sẽ nói đến trong video ngày hôm nay thì Hà cảm thấy nó đều bị như thế. Nếu mà mọi người dán trong thời gian dài, nó ngứa đến mức mà mỗi lần mà cởi ra thì mình sẽ ngồi mình gãi, và có lần mình còn bị chảy máu cơ. Nên là mình thực sự khuyên mọi người là đừng dán ngực lâu, dán ít ít thôi. Biết là tiện rất là tốt rồi nhưng mà nếu mà không cần thì tốt nhất là đừng dán. Ok, mình biết là mới đầu video mà mình đã bảo mọi người đừng dán trong khi đây là một video mình dán ngực, nhưng mà đây thực sự là một lời khuyên mà mình cảm thấy là mình phải dành đến mọi người ngay và luôn, để ai cũng có thể biết được khi mà mình dán ngực thì sẽ có những cái vấn đề như thế nào, và việc lựa chọn là có dán ngực hay không hay lựa chọn dán ngực loại nào thì đương nhiên nó sẽ là quyết định của các bạn rồi. Và đấy là loại đầu tiên nha, cái loại mà mình cảm thấy mọi người nên đầu tư nhất chính là loại này. Tất cả cái này thì mình cũng sẽ để link ở dưới cho mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đến loại thứ hai, là một cái loại mà hồi nãy mình dơ ấy, nó phổ biến, rất là phổ biến luôn. Thì đây, nó là miếng dán hình bông hoa. Hai cái loại này, một cái là dạng vải kiểu xốp xốp ấy, còn một cái thì cũng là silicone mỏng như thế này, thì đều có giá rất rẻ. Nếu mà như đợt trước Hà mua sale trên Shopee thì cũng chỉ tầm 10.000 một đôi thôi. Nói về cái dạng silicone này trước thì lúc đầu khi mà mình mua cái này 10.000 mình cảm thấy uầy, tại sao mình phải dùng miếng 50.000 trong khi có một cái miếng 10.000 nó tiện như thế này mà nó có vẻ là không khác gì cả. Tuy nhiên thực tế cho thấy là nó có khác nha mọi người. Cái silicone này ấy, nó mềm hơn cái silicone mình nói ở trước rất là nhiều, và mình cảm thấy là cái silicone này nó không che được cái màu ngực của các bạn đâu. Nếu mà mọi người mặc những cái áo trắng ấy thì vẫn hơi lộ cái màu ngực là một, và lộ cái hình bông hoa này nữa. Với cả mình thật sự không biết là tại sao mọi người lại thiết kế hình bông hoa, cảm giác là nó sẽ không ôm trọn được ngực của mình lắm, và nó hơi kiểu nếu mà mình mặc áo mỏng ấy thì nó còn lộ luôn cả cái hình bông hoa ấy, nhìn rất là kỳ luôn. Nên là mình thì cũng không recommend
loại này lắm, cho dù đây là một loại mà mình nghĩ rằng rất là tiện, rất là dễ mua nữa. Nếu mà cấp cứu thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng loại này, hoặc nếu mà không hay mặc những áo bó, áo màu sáng thì đây cũng là một cái lựa chọn ổn. Và đặc biệt là với bạn nào mà ngực không quá to thì mình nghĩ là dùng cái này cũng thoải mái thôi, cũng không cần đầu tư quá đắt làm gì cả. Và đương nhiên là cái này thì mọi người cũng không nên sử dụng cho ngực quá nhỏ, tại vì nó có cái độ cong ấy và nó có cái form dáng khá là to. Đây mọi người có thể so sánh như thế này. Nên là nếu mà ngực của chúng mình quá nhỏ ấy thì cảm giác là sẽ là chỉ có mình dán ấy mọi người. Mình không biết nữa, nhưng nó hơi kỳ. Nên là với những bạn nào ngực nhỏ hơn thì Hà nghĩ là hoàn toàn có thể tham khảo cái loại silicone mỏng này, có 10.000 thôi. Còn với cái loại vải này thì mình cảm thấy là nó hơi dày, cái vải này hơi dày và gây hơi nóng một chút. Và chưa kể là cái silicone này ấy, nó cứ như cái keo ấy mọi người. Nó không dính chặt hẳn nhưng mà cái cảm giác của nó trên da làm Hà hơi bí một chút. Nên là Hà thực sự yêu thích cái loại dán silicone hơn là loại vải như thế này. Tuy nhiên vì nó rẻ và mình thấy cái này thì cũng che được màu nhá, nên là mọi người cũng có thể tham khảo cho bộ sưu tập dán ngực của mình. Mình không biết là có ai sưu tập không, nhưng mà mọi người có thể tham khảo, mình nghĩ là cũng không tệ. Ok, tiếp theo thì sẽ là một loại dán ngực cơ bản nhất trong tất cả các loại cơ bản, đấy chính là miếng dán bông hoa. Đây mọi người ơi, thực sự cái miếng dán này là một cái miếng dán mà chắc chắn không bao giờ mình sử dụng, không bao giờ. Mình chỉ dùng duy nhất, mình nhớ một lần là hồi lâu lâu lắm rồi, thì hôm đấy mình có đi biểu diễn văn nghệ với bạn ấy, hồi lâu lâu rồi, bạn ấy đưa cho mình dùng một cái này để mình che ngực, kiểu mặc mấy cái đồ biểu diễn ấy, và thực sự là nó không có tác dụng gì cả. Hồi đấy mình còn chưa có ngực lắm ấy, nhưng mà nó đã không có tác dụng gì cả rồi. Mình cảm thấy rất tệ, tại sao mọi người lại sáng kiến ra một cái này. Cái này nó quá là mỏng, quá là mỏng, thậm chí mình thấy nó còn tệ hơn cả một miếng băng Ergo luôn á. Mình cảm thấy cái Ergo nó còn dày hơn, còn cái bông hoa này thực sự nó quá mỏng, nó không che chắn được bất cứ một cái gì cả. Chắc nó chỉ phù hợp với những bạn nào có đầu ngực siêu bé, mà mình nghĩ là đầu ngực siêu bé thì nó cũng sẽ nhô lên chứ, mà nhô lên thì cái này nó không che được đâu. Mình biết là nó rất là rẻ, rất là dễ mua, nó rất là tiện, nhưng mà mình không hề vote cho mọi người dùng cái loại này đâu nha, chắc chắn là không rồi mọi người ạ. Đừng, còn nếu mà căng quá thì có thể dùng luôn Ergo chứ không phải dùng cái này làm gì vậy nha. Tiếp nào, loại tiếp theo mình muốn nói đến thì sẽ là một loại mà mình cũng mới được khai sáng trong năm nay thôi, thì đấy chính là cái này đây. Đây chính là băng dính dán ngực. Mình cũng sẽ nói cho mọi người cả ưu nhược điểm của cái băng dính này cũng như tất cả các loại Hà có ở đây, tất cả các loại mình tìm thấy trên thị trường nha. Thì với cái băng dính dán ngực này ấy, thì điểm cộng của nó đó chính là mọi người có thể tự định hình ngực theo dáng mà mình muốn, nó không phụ thuộc vào bất cứ điều gì. Ví dụ như là bạn dùng những cái miếng như thế này thì bầu ngực của bạn sẽ auto tròn. Nếu mà bạn thích kiểu nó vát hay nó chéo hay nó nâng ấy thì cái miếng này chắc chắn không giúp được rồi. Nhưng với cái băng dính này thì khác, mọi người hoàn toàn có thể sử dụng cái băng dính này dán theo các kiểu mình muốn, làm sao cho cái ngực mình nó ở cái form mà mọi người mong muốn nhất, có thể hự lên hoặc có thể dán bình thường thôi, hoặc là thậm chí dùng để dán đầu ngực thôi thì cũng rất là ok. Thì mình thấy đây là một cái lựa chọn mà khá là đa di năng và cũng khá là tiện. Tuy nhiên có một vài hạn chế, đấy chính là sẽ hơi khó cho chúng ta một chút, hơi khó để chúng ta có thể tự thực hành về cái này, nhất là nếu những bạn nào chưa có kinh nghiệm thì sẽ khá là khó để tự cố định cũng như là tự kéo ngực của mình ấy. Và đương nhiên là cái này thì mình không thể nhờ ai khác làm cho rồi, mình phải tự làm, nên là với những bạn nào không khéo lắm thì mình nghĩ là lựa chọn này cũng sẽ hơi khó một chút. Còn với những bạn nào mà tự tin với tay nghề của mình thì hoàn toàn có thể sử dụng cái này để nâng đỡ một cách dễ dàng nhất, đặc biệt với những món đồ mà nó lạ hơn này, nó khoét này khoét nọ, hiểm hách hơn, thì đây chắc chắn sẽ là một cái trợ thủ cực kỳ đắc lực. Bây giờ trong nhà Hà lúc nào cũng có 1-2 cuộn này để mình có thể sẵn sàng với bất cứ các loại trang phục nào khác nhau. Mà cái cuộn này thì cũng khá là rẻ thôi, chỉ có 35.000 mà mọi người sẽ dùng được khá là nhiều lần, và cái độ dính chắc của nó thì Hà thấy cũng tương đối dính và hoàn toàn có thể phù hợp với cái chức năng là nâng kéo ngực của chúng ta. Ok, và một loại tiếp theo mà mình muốn nói đến cho mọi người là một cái loại mà mình đã thấy từ rất lâu rồi nhưng mà mình không thường xuyên sử dụng cho lắm, thì chính là cái loại này đây. Đây mọi người ơi, mọi người nhìn thì mọi người có tưởng tượng được không, cái miếng dán này nó sẽ là dán vào ngực của chúng ta như này, xong đấy thì kéo lên, kéo cái silicone này lên để nó căng ra và dán vào phần trên này để cái ngực của chúng ta cảm giác căng hơn. Cái miếng dán này thì sẽ phù hợp với những cái váy mà chúng ta khoét giữa, hoặc là những cái blazer chẳng hạn, những cái blazer mà mọi người mặc kiểu hờ hững không mặc áo ở trong ấy, và muốn là ở trong nhìn chúng ta có ngực một chút, nhìn ngực nó đứng form một chút, thì cái miếng này nó sẽ phù hợp hơn với những bạn nào mà thứ nhất là có ngực này, thứ hai là bạn nào ngực mà hơi sệ một tí thì hoàn toàn có thể dùng cái này để giúp đỡ nha. Tuy nhiên cũng có một lưu ý, đó chính là cái áo này thì vì nó dán ở trên này nên chúng mình sẽ không thể lựa chọn mặc với những cái mà nó hở phần vai hay là hai dây như Hà này là không mặc được rồi, mà chắc chắn là sẽ là những cái váy mà nó khoét như này, hoặc là những cái áo mà nó khoét như này. Thì Hà thấy đây cũng là một cái khá là hay ho. Tuy nhiên cái chất liệu của nó ấy, thì nó lại giống cái miếng silicone hình bông hoa này, có nghĩa là nó tương đối mỏng và nó sẽ không thể nào che được màu ngực. Theo quan điểm của Hà, với Hà thì Hà thấy là nó không che được hoàn toàn đâu, nên nó cũng sẽ hơi có màu một chút. Cái việc này thì nó cũng hơi phiền một chút. Đương nhiên là không ai sẽ nhìn thấy cái miếng dán của mình cả, nhưng mà nếu mà mọi người mặc áo hơi mỏng màu sáng thì cũng sẽ hơi có nguy cơ, nó cũng không an toàn cho lắm. Nên là cá nhân bạn Hà thì không thực sự yêu thích cái miếng dán này cho lắm mọi người ạ. Thứ nhất là mình cũng ít mặc những cái áo mà nó khoét khoét ấy, khoét kiểu như thế, nên là mình không yêu thích lắm. Nhưng mà với những bạn nào mà đang có những cái áo như thế và cần tìm một cái loại áo lót phù hợp thì có thể tham khảo bạn này nhá. Giá của bạn này thì trợ lý mình mới mua lại cho mình gần đây thì giá lại khá là đắt nhá. Mình không nghĩ là nó là như thế, nó rơi khoảng tầm 99.000, nhưng mà mình nghĩ là sẽ có nhiều option khác nhau mà mọi người có thể tham khảo nữa. Chắc là ở trên kiểu Đinh Liệt ấy thì giá nó cũng sẽ rẻ hơn nên mọi người có thể lên để tham khảo. Còn nếu mà dịch quá thì có thể mua Shopee, tất nhiên là bạn Hà cũng sẽ để link cho mọi người. Hà cũng sẽ cố gắng tìm thêm những link mà có giá thành rẻ hơn để mọi người có thể tham khảo nhá.
đây nha. Ok, tiếp theo ở đây thì Hà còn ba loại nữa. Đầu tiên là cái loại này đây. Đây là một miếng dán ngực bằng vải. Cái chất thì nó tương tự với cái miếng dán hồi nãy mà Hà nói là hơi dày ấy. Đây này, cái chất nó tương tự như thế này. Và Hà cảm giác là cái keo nó cũng tương tự như thế. Tuy nhiên có một điểm của cái này là cái keo in theo kiểu chấm bi là với nhiệm vụ là nó có thể giúp thông hơi. Và cái này thì chỉ dùng được 5 đến 10 lần thôi. Giá thành thì chỉ có 26.000, rất là rẻ. Nên là chúng mình cũng hoàn toàn có thể tham khảo. Đây nha mọi người. Đây nó sẽ như này đó. Hà nghĩ là cái này nó không sẽ giúp mọi người nâng ngực được đâu, mà nó chỉ có tác dụng dán một cách kín đáo hơn so với cả những cái miếng dán thôi. Với những bạn nào mà ngực hơi sệ thì cái áo này nó sẽ giúp định hình cái ngực của mình tốt hơn, nhưng không nâng được nha, chỉ định hình thôi đó. Có loại này mọi người có thể tham khảo thêm, nhưng mà cá nhân mình thì không vote lắm, vì mình sẽ vote là miếng dán silicon hơn là miếng dán vải. Ở đây thì mình cũng có miếng dán silicon cho mọi người, thì nó là cái này đây, nhìn rất là gì và này nọ. Cái này thì có giá thành khá là cao, nó là 150.000. Tuy nhiên nếu mà mọi người cầm ở ngoài thì mọi người sẽ thấy là nó khá là chắc tay, và nó được cấu tạo giống như một cái áo lót bình thường, có nghĩa là nó có một cái phần nâng ấy, nó sẽ đi kèm một cái dây trong như thế này, có nghĩa là chúng mình hoàn toàn có thể sử dụng kẹp nó vào đây và dùng nó như một cái quai đằng sau nữa, nó sẽ cố định rất là tốt, quai trên quai dưới đều có cả, nó sẽ có thể biến thành một cái áo lót bình thường nếu mọi người mong muốn. Và cái chất của nó thì rất là chắc tay, và loại này chính là loại mà mọi người có thể sử dụng để nâng ngực của chúng ta, vừa dán ngực nhưng vừa nâng ngực cực kỳ tiện luôn. Cá nhân Hà cũng thích, tại vì đôi lúc thì con gái mà mình cũng sẽ muốn ngực của chúng ta nhìn đầy đặn hơn một chút, quyến rũ sexy hơn một chút, thì đây chắc chắn sẽ là một lựa chọn mà mọi người nên tham khảo để có được một cái bờ ngực như mình mong muốn nha. Ok, và loại cuối cùng ở đây của Hà thì là một cái loại mà mình thấy mọi người cũng share nhau dùng khá là nhiều. Đó chính là một cái loại áo dán ngực mà ở trong nó có hình bàn tay như thế này. Thật sự khi mà nhìn thấy cái áo này ở trên mạng xã hội ấy, có nghĩa là nhìn mọi người share hình bàn tay ở trong ấy, mình thấy hơi ghê. Mình thấy kiểu tại sao lại có cái thiết kế như thế nhỉ? Nhưng mà nhìn ở ngoài thực sự là nó không ghê đến mức đấy. Và cái áo này cũng tương tự cái áo kia, là cái áo mà nó có cái phần đệm mút, có nghĩa là nó sẽ có thể giúp nâng ngực của chúng ta lên. Hà nghĩ là tương tự như cái silicone thôi. Mọi người có thể tham khảo là mọi người thích loại nào hơn để có thể sử dụng. Cái này thì có một điểm cộng, đấy là nó nhẹ hơn cái này rất là nhiều. Cái này thì hơi nặng một chút, và nặng như thế này thì Hà nghĩ rằng nó cũng có thể sẽ kéo ngực của chúng ta xuống một chút đấy, tại vì nó hơi nặng mà. Còn cái này thì nó nhẹ hơn này. Tuy nhiên mà cái này chắc chắn sẽ bị nóng, nhưng mà thôi đành phải chịu thôi, dán ngực mà. Và chưa kể là cái này có giá thành cũng khá là rẻ nữa, có vẻ là những loại bằng vải thì giá nó rẻ hơn, thì cái này chỉ có 40.000 thôi. Ui dồi ôi dồi. Vậy là vừa rồi bạn Hà đã chia sẻ với mọi người 8 loại áo dán ngực mà mình có thể tìm thấy trên thị trường. Đây có thể nói là tất cả những loại có trên thị trường luôn á, thị trường ở Việt Nam bây giờ nha. Và tất cả những ưu điểm, nhược điểm với từng loại áo theo kinh nghiệm của Hà. Hy vọng rằng video này có thể giúp ích được mọi người, có thể giúp mọi người lựa chọn được một kiểu áo dán ngực phù hợp nhất với bản thân mình. Như Hà có nói từ đầu video ấy, thì Hà thực sự cũng không quá khuyến khích mọi người sử dụng áo dán ngực, cho dù là nó rất tiện, nhưng mà nó có thể gây nên những cái tác dụng phụ, ví dụ như là bị ngứa, hay là bị xước, hay là bị mùi. Nên là chúng mình hãy cân nhắc nhá, ở nhà nhiều thì cũng không nhất thiết là phải mặc áo ngực, hay là nếu có thì hãy mặc những cái áo ngực mỏng nhẹ chẳng hạn. Còn nếu mà cần thiết thì hãy mới sử dụng những cái áo dán ngực như thế này, tại vì đây nó có tác dụng phụ mà mọi người. Chúng mình cũng nên cân đối và vệ sinh sạch sẽ hàng ngày nữa để có thể giữ được ngực của chúng ta thật là vệ sinh, thật là yêu thương nó, trân trọng nó, ở bên nó. Đó, vậy thôi. Video ngày hôm nay ở đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lựa chọn xem video của Hà. Hy vọng rằng mọi người thích video này. Đừng quên like, share, subscribe channel của Hà để có thể tiếp tục đón xem những video thú vị tiếp theo nha. Hà xin hứa sẽ luôn cố gắng thật nhiều để có thể làm video hay hơn, đẹp hơn, chất hơn, thú vị hơn để gửi đến mọi người. Nếu mà mọi người muốn Hà làm video thêm về chủ đề gì nữa, về áo lót nữa hay về quần lót, thì mọi người cũng hãy comment phía dưới cho bạn Hà biết nhé. Bạn Hà sẽ cố gắng làm sớm nhất gửi đến mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.